Chúng các bạn quay trở lại với cả TechGen. Tiếp tục là nhịp giảm dành cho máy giặt cửa ngang của LG. Với cửa ngang LG dòng 10 cân và 11 cân thì đây là cái chương trình giảm thêm tiền triệu phục vụ các bạn. Hôm nay thì em sẽ lên một cái clip so sánh dòng 11 cân. 11 cân và 10 cân. Hai cái thằng này lệch nhau về cân nhưng giá đang giảm bằng nhau. Và khác biệt ra sao? Tầm này thì các bạn mua mẫu nào? Tính năng ra sao thì em sẽ đề cập chi tiết trong cái video này. Em đang đứng tại khu vực của máy giặt và máy sấy của LG, dòng thương hiệu. Đấy, các bạn nhìn kìa, có cả dòng tủ chăm sóc quần áo hàng nhập Hàn nhá, tháp giặt sấy kép đôi. Đấy, dành cho những không gian sang trọng, dành cho những bác nào gì muốn mua một cái bộ cao cấp tích hợp sẵn trên và dưới. Hiện tại thì những dòng cửa ngang của LG em đang có chương trình giảm khá là nhiều. So với cả thời điểm trước thì giá bán hiện tại đang xuống tiền triệu rồi. Và hôm nay thì sẽ là một cái clip so sánh giữa hai mã hàng 10 cân và 11 cân để phục vụ các bác. Hai cái mẫu này với khối lượng giặt như này, đây đang là cái khối lượng giặt mà được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Từ 10 cân, 11 cân thì các bác đã có thể sử dụng cho gia đình khoảng 5 đến 7 người rồi. Các bác dùng đồ, các bác giặt hàng ngày ấy, với khối lượng như vậy thì có thể là giặt được thêm vỏ chăn này, giặt được thêm rèm cửa hay ga gối ấy. Những cái chăn nhỏ này các bác đã có thể giặt thoải mái. Dòng cửa ngang của LG thì luôn xếp top ở trên thị trường hiện tại. Với cái động cơ chuyển động trực tiếp, với cái động cơ sử dụng trục chuyển động ấy, thì nó sẽ có cái công năng, cái độ bền. Và hơn hết là các bác sử dụng thì nó sẽ cực kỳ êm. LG hôm nay em quay xuống tiền triệu thì sẽ hai cái mã hàng 10 cân và 11 cân này. Mặc dù là lệch nhau đến 1 cân nhưng giá bán của hai mẫu này đang là bằng nhau, giảm khá là sâu. Và em bật mí chút xíu nhé, đang giảm có nhỉnh 9 triệu thôi. Dòng 11 cân này với ký hiệu là FV1411S4B thì đang có cái nhịp giảm về nhỉnh 9 triệu. Và đây là cái mẫu ra mắt trước so với cả cái mẫu đen xám, xám bóng ở bên cạnh này. Thằng này là thằng 10 cân với cái ký hiệu là FV1410S4B. Còn bên cạnh là 1411S4P phở. Khác nhau, các bác nhìn rất là khác. Đối với cái thiết kế với cái màu đen bóng xám bóng bẩy này thì nó sẽ luôn vượt trội hơn so với cả màu xám nhạt và màu trắng. Tuy nhiên thì mẫu này là cái mẫu ra mắt trước so với cả cái thằng này. Hai thằng này thì về cơ bản ấy đều là dòng cửa ngang sử dụng trục chuyển động, đều có khả năng giặt nước nóng tới 95 độ C, có hiệu suất năng lượng 5 sao và các bác dùng thì vô cùng tiết kiệm điện. Công suất danh định nó chỉ khoảng 2000W, tức là gì? Hiệu suất năng lượng nó chỉ khoảng 20W trên 1kg quần áo thôi. Đối với 11 cân thì mẫu này ra trước và có một số các đặc điểm cũng đã nhiều bác thắc mắc rồi. Em sẽ giải thích luôn này. Các bác để ý này, con 11 cân ra trước nó sẽ có cái ký hiệu, các bác nhìn nhá, ký hiệu AIDD, ký hiệu Steam và ký hiệu Turbo Watt. Thì đối với những cái dòng máy giặt cửa ngang từ trước ấy, thì LG họ sẽ liệt kê đủ các tính năng cao cấp trên con máy giặt nó đang trang bị. Trái như công nghệ AIDD này, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để nó cảm biến để có thể bảo vệ được quần áo. Thứ hai là công nghệ giặt steam, công nghệ giặt hơi nước diệt khuẩn loại bỏ 99% tác nhân gây dị ứng. Và đối với cái công nghệ turbo watt này, nước nó sẽ tạo ra cái lượng lực trong cái lồng giặt mạnh hơn, giúp quần áo giặt sạch hơn. Thì mẫu mới ra thay thế cho các mẫu cũ rồi nó sẽ bỏ cái ký hiệu đó đi. Nhiều bác đi xem thì các bác bảo rõ ràng là anh xem một số cái clip em quay thì có ký hiệu rõ ràng như vậy, nhưng tại sao những cái mẫu mới nó lại bỏ đi như vậy. Thì đây, các bác nhìn này, cả ngay cả dòng 12 cân mới nhất này thì đều bỏ cái ký hiệu đó đi rồi, không còn tại vị trí đó nữa. Thì các bác lưu ý nhé, hai cái mẫu 10 cân và 11 cân này thì đều có công nghệ tương tự như vậy, đều có AIDD bảo vệ sợi vải tốt hơn 18% so với các dòng khác, có công nghệ giặt steam diệt khuẩn, có turbo watt, đều có thể giặt nước nóng tới 95 độ C, có tốc độ vòng vắt tới 1400 vòng trên phút, có giặt kỹ, có rũ, có giặt sơ, có hẹn giờ, có thêm đồ giặt. Và cái chương trình bao gồm song song cả tiếng Anh và tiếng Việt, nó phụ thuộc vào cái chất của quần áo của các bác. Thứ hai là mọi người có thể là lựa chọn các chương trình giặt đơn giản. Dòng 10 cân này thì có thiết kế khá là đẹp và bóng bẩy. Cái màu này luôn sang trọng, bóng đẹp hơn so với cả màu trắng. Các bác dùng theo thời gian, theo năm tháng, nó bền màu hơn, đẹp hơn so với cả những cái màu khác.
Và thiết kế thì khá là tinh tế với cửa hai lớp nhé. Cửa hai lớp này, lớp trong, lớp ngoài. Và có viền xung quanh là mạ chrome, rất là bóng bẩy. Đối với cái thằng 11 cân cũng tương tự như vậy. Đấy, các bạn nhìn này, nhưng trên cái thằng 11 cân này thì mạ của nó không phải là mạ chrome bóng sáng, mà nó là gì? Là viền đen nhá. Hai lớp thì cửa nó sẽ chắc hơn so với cả cái thiết kế dòng cửa cũ. Đây là một con LG thiết kế cửa cũ này, cửa một lớp này. Nó khá là lỏng lẻo và khá là nhẹ. Đây các bạn nhìn thấy không? Nếu mà đóng mà không để ý thì cửa nó sẽ không đóng khít vào. Và các bác phải dùng tay ấn một lực rất là mạnh thì mới có thể là đóng chặt cái cửa lại. Còn đối với cái cửa mới, thế là cửa hai lớp này, thì rất là nhẹ nhàng là cửa đã có thể đóng vào được rồi. Cái công nghệ giặt steam thì em muốn chia sẻ thêm một chút nữa. Cái công nghệ này là công nghệ giặt diệt khuẩn. Tức là đối với quần áo hay là cái môi trường làm việc của các bác mà các bác muốn xử lý quần áo giặt ở cái chức năng đó thì chỉ có LG đang có chương trình hơi nước, giặt công nghệ hơi nước Steam Cycle và giúp cho quần áo của các bác nó có thể diệt khuẩn được. Rất là sạch sẽ, khá là an toàn. Bán giá nhìn 9 triệu thì hai mẫu này đều là mẫu mới. Tuy nhiên thì mẫu 10 cân là mẫu mới hơn. Và các bác có thể cân nhắc xem là gia đình lựa chọn cái mã nào là hợp lý. Một mã màu sang trọng thời thượng bóng bẩy, còn một mã là đơn giản và có số cân nó vượt trội hơn. Hàng mới nguyên hộp bảo hành 2 năm chính hãng. Trong 3 ngày đầu các bác dùng, nếu gặp lỗi nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi mới. Và hiện tại hai cái mẫu này ấy, các bác ở trên toàn quốc thì vẫn có thể mua được bên em. Tùy theo khoảng cách, tùy theo địa chỉ, địa lý, tùy theo vị trí thì cái phí vận chuyển từ bên em vào đến nhà các bác nhận hàng kiểm tra mới nguyên thì khoảng từ 3 đến 500 nghìn tùy vị trí ở trên toàn quốc nhé. Và tất cả hàng hóa các bác mua bên em trong 3 ngày đầu gặp lỗi, bên em sẽ đổi mới một cho các bác. Thiết kế rất là bóng bẩy, khoang rộng. Đây các bác nhìn này, có cả cái số liêm yết luôn cái số của tổng đài. Số 18001503 này là số free, số miễn phí để các bác có thể gọi để được hỗ trợ. Thì quá trình các bác dùng, các bác sử dụng cứ gọi tổng đài. Không gọi được LG thì các bác liên hệ trực tiếp với Ecomart qua đầu số 0974 17 856 để bên em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.